Xin chào các em. Hôm nay là cái clip 3, clip cuối cùng của chương thứ 6 lượng tử ánh sáng. Thì thầy sẽ tóm tắt các cái dạng bài tập và một số câu lý thuyết để cho các bạn ôn tập lại. Các bạn lắng nghe. Vì phần này có nhiều đề bài tập nên thầy sẽ chủ yếu là trình chiếu cho các bạn trên cái PowerPoint. Thầy không có viết tay vì đề bài tập nó hơi dài. Các bạn lắng nghe và thầy sẽ phân tích từng câu bài tập một, chúng ta chọn đáp án và cách trình bày bài như thế nào. Rồi, chúng ta qua cái câu lý thuyết. Khi chiếu sóng điện từ vào bề mặt tấm kim loại, hiện tượng quang điện ngoài xảy ra nếu A. Sóng điện từ có nhiệt độ đủ lực cao. B. Sóng điện từ phải có bước sóng thích hợp. C. Sóng điện từ có cường độ đủ lớn. D. Sóng điện từ phải là ánh sáng nhìn thấy. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy chúng ta phải chọn đáp án nào các bạn? Người ta hỏi là khi chiếu sóng điện từ vào bề mặt tấm kim loại thì hiện tượng quang điện ngoài xảy ra nếu điều kiện để hiện tượng quang điện ngoài xảy ra đó chính là bước sóng của ánh sáng kích thích lambda phải nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện lambda zero. Vậy đáp án A, sóng điện từ có nhiệt độ đủ lớn, thì cái này nó không phải là lý thuyết chúng ta học này. B, sóng điện từ phải có bước sóng thích hợp. Đó, B có khả năng đúng. Sóng điện từ có bước sóng thích hợp, thì bước sóng thích hợp đó, cái từ thích hợp này để ý nói là bước sóng lambda kích thích của cái sóng điện từ này nó phải nhỏ hoặc bằng lambda zero đó các bạn ha. Nên cái khả năng mà tôi sẽ chọn đáp án B là khá cao. C, sóng điện từ có cường độ đủ lớn, thì sóng điện từ có cường độ đủ lớn, cường độ như thế nào đủ lớn thì cái này nó không có rõ nghĩa. Sóng điện từ phải là ánh sáng nhìn thấy, sóng điện từ phải là ánh sáng nhìn thấy, chúng ta thấy cái này nó hơi vô lý ha. Sóng điện từ muốn cái nó mạnh thì cái bước sóng của nó thì thông thường nó phải nằm ở cái vùng từ ngoài. Bước sóng càng ngắn thì năng lượng càng lớn ha, chứ không phải nhất thiết là nó phải là ánh sáng nhìn thấy. Nên đáp án đây chúng ta sẽ chọn đó chính là đáp án câu B. Đáp án câu B, sóng điện từ phải có bước sóng thích hợp. Câu số 2, giới hạn quang điện của mỗi kim loại là gì? A, bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra hiện tượng quang điện ngoài. B, bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra hiện tượng quang điện ngoài. Hai cái này nó chỉ khác nhau cái chỗ là đáp án A thì là bước sóng dài nhất, đáp án B là bước sóng ngắn nhất. C, công nhỏ nhất để bức ế trông ra khỏi bề mặt kim loại đó. D, công lớn nhất để bức ế trông ra khỏi bề mặt kim loại đó. Thì ta thấy là lý thuyết thì chắc chắn là không có liên quan gì tới cái công này về cái hiện tượng quang điện cả. Và nó chỉ căn cứ vào cái điều kiện để có hiện tượng quang điện ngoài, đó là cái bước sóng lambda của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện lambda zero. Vậy lambda kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng lambda zero có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là bước sóng của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng, thì có nghĩa là bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó để gây ra được hiện tượng quang điện ngoài, nhỏ hoặc bằng thì lớn nhất là bằng đó các bạn. Và chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đáp án A này. Là chọn đáp án A. Đó, các bạn coi các câu ha. Câu 3, chiếu chùm bức xạ có bước sóng kích thích lambda vào bề mặt tấm kim loại có giới hạn quang điện lambda zero, hiện tượng quang điện ngoài sẽ xảy ra nếu thỏa mãn điều kiện nào dưới đây? Đáp án A, lambda zero tức là giới hạn quang điện phải nhỏ hoặc bằng lambda. Cái này chắc chắn là sai rồi phải không các bạn? Cái này phải ngược lại nó mới đúng, tức là bước sóng của ánh sáng kích thích là lambda phải nhỏ hoặc bằng lambda zero. Chúng ta thấy cái đáp án C này nó có này, lambda nhỏ hoặc bằng lambda zero, cái này là thỏa mãn để điều kiện hiện tượng quang điện ngoài xảy ra. Đó, vậy ta chọn đáp án C, câu này quá dễ. Đáp án C. Đó, các bạn thấy không? Đáp án C. Các bạn nhìn cho kỹ. Câu số 4, kim loại Cg có giới hạn quang điện lambda zero là 0,66 micromet. Hiện tượng quang điện ngoài sẽ không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó bức xạ nào dưới đây? Vậy hiện tượng quang điện ngoài sẽ không xảy ra khi chiếu vào kim loại đó cái bước sóng lambda đó nó lớn hơn 0,66 thì nó sẽ không xảy ra. Và thì bạn nhìn đây, đáp án A, ánh sáng màu lam. Chúng ta biết là cái bước sóng của ánh sáng màu lam nó vào khoảng là 0,45 đến 0,51 micromet, nó nhỏ hơn lambda zero này, nên nếu sử dụng ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì chắc chắn hiện tượng quang điện ngoài sẽ xảy ra. Nên ta không chọn đáp án A. Tia tử ngoài,
từ ngoại thì cái bước sóng của nó nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng màu tím, vì vậy so với 0.66 thì nó còn nhỏ hơn rất là nhiều. À, vậy nếu sử dụng ánh sáng kích thích là tia từ ngoại thì đối với dạng có điện lambda như lambda zero là 0.66 micromet như thế vậy thì dư sang hiện tượng có điện ngoài sẽ xảy ra, nên đáp án B chúng ta cũng sẽ không chọn. C, ánh sáng màu tím thì chúng ta biết là cái bước sóng của ánh sáng màu tím nó vào trong khoảng từ 0.38 micromet đến 0.44 micromet, thì với bước sóng của ánh sáng màu tím như thế thì nó vẫn nhỏ hơn lambda zero, vẫn gây được hiện tượng có điện ngoài. À, vì vậy ba thằng này đều gây ra được hiện tượng có điện ngoài, ta không chọn. Chỉ có cái này các bạn, hồng ngoại. À, đối những bước sóng nằm trong vùng hồng ngoại thì bước sóng của nó lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ, tức là lớn hơn 0.76 micromet. Vậy nếu hồng ngoại lớn hơn 0.76 micromet, nó sẽ lớn hơn 0.66 này luôn. À, vì vậy sẽ không gây được hiện tượng có điện ngoài đối với kim loại là CG nếu sử dụng chùm tia hồng ngoại. À, nên đáp án ta chọn đó chính là đáp án câu D. À, câu D. Câu số 5. Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện tượng nào sau đây? Vậy các bạn biết là nói về ánh sáng thì chúng ta có gọi là lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng có nghĩa là gì? Ánh sáng nó thể hiện cả hai mặt. Thứ nhất đó chính là tính chất sóng, thể hiện qua cái thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young. Và thứ hai đó chính là tính chất hạt thì thể hiện qua các cái hiện tượng quang điện, hiện tượng quang điện. Vậy thì nếu mà cái tính chất sóng thể hiện rõ nét thì lúc này tính chất hạt nó sẽ lu mờ. Còn ngược lại, nếu tính chất hạt thể hiện rõ nét thì lúc này tính chất sóng nó thể hiện sẽ lu mờ. Vậy ở đây quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thôi thì nó chỉ giải thích được các cái hiện tượng, ví dụ khúc xạ ánh sáng, giao thoa ánh sáng và phản xạ ánh sáng ha. Còn riêng cái hiện tượng quang điện thì nó phải nói về cái tính chất hạt cơ. À, nên nếu quan điểm ánh sáng chỉ tính chất sóng thì sẽ không giải thích được cái hiện tượng đó là hiện tượng quang điện ha. Và chúng ta chọn đáp án đó chính là đáp án câu C. À, đáp án C. Câu số 6. Phát biểu nào dưới đây là sai trong các phát biểu dưới đây? A. Pin quang điện là dụng cụ biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành điện năng. Cái này là định nghĩa hoàn toàn chính xác nha các bạn. À, đáp án A đúng rồi, ta sẽ không chọn. B. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn, mà hiện tượng quang dẫn là liên quan đến quang điện trong, tức là cái lớp chất bán dẫn đó các bạn ha. Vậy đáp án B cũng chính xác theo lý thuyết rồi, ta không chọn. Đáp án C. Pin quang điện và quang trở đều hoạt động vào hiện tượng quang điện ngoài. Cái này là sai này các bạn. Hiện tượng quang điện ngoài là xảy ra đối với các kim loại. Còn đối với pin quang điện và quang trở thì đều có liên quan đến bán dẫn, thì cái hiện tượng mà nó xảy ra nó phải là hiện tượng quang điện trong. Nên chắc chắn đáp án sai đây đó chính là đáp án C. À, ta chọn đáp án C. Đáp án C. Đó. Còn đáp án D, quang trở là một điện trở có chỉ số phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng thích hợp chiếu vào, thì hoàn toàn đúng theo lý thuyết chúng ta học. À, vậy câu số 6 chúng ta sẽ chọn đáp án sai ở đây đó chính là đáp án câu C. Câu 7. Hãy chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn. A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng dẫn điện của chất bán dẫn khi được chiếu sáng. À, à, cái này cũng đúng lý thuyết đó các bạn. À, à, chúng ta coi các cái BCD xem nó có vấn đề gì không. B là hiện tượng kim loại phát xạ electron khi được chiếu sáng. Hiện tượng quang dẫn thì không liên quan gì đến phát xạ electron cả. Đáp án B chắc chắn là loại rồi. C là hiện tượng điện trở của một chất bán dẫn tăng lên rất nhiều khi hạ nhiệt độ xuống thấp. À, thì các bạn biết là nếu mà có hiện tượng quang dẫn thì lúc này cái hiện tượng điện trở của một chất bán dẫn tăng lên rất nhiều khi hạ nhiệt độ, thì bạn biết là cái hạ nhiệt độ thì nó không làm thay đổi gì về cái giá trị điện trở này, nó sẽ tăng lên, thì cái này nó hơi vô lý. À, hơi vô lý các bạn. À, vì hiện tượng quang dẫn là liên quan đến chất bán dẫn thì nó chỉ phụ thuộc vào cái chùm cường độ của chùm sáng kích thích thôi, nó không liên quan đến cả nhiệt độ ha. Nếu bạn C chắc chắn là không đúng luôn. D là hiện tượng bứt quang electron ra khỏi bề mặt của chất bán dẫn. Bứt quang electron đây nó chả liên quan gì đến cái hiện tượng quang điện ngoài, tại vì quang điện ngoài thì liên quan đến bề mặt kim loại, và nó cũng chẳng liên quan đến hiện tượng quang điện trong, vì đâu có phải là nó bứt quang electron ở bề mặt chất bán dẫn đâu. À, chất bán dẫn thì chúng ta biết là nó được cấu tạo từ bán dẫn loại P và bán dẫn loại N. À, thì rõ ràng là nó không liên quan gì đến cái bứt quang electron cả. Vậy đáp án B, C, D
chúng ta thấy đều có cái mâu thuẫn. Chỉ có đáp án A, chúng ta thấy nó khả năng đúng là rất là chính xác ha. Là hiện tượng dẫn điện của chất bán dẫn khi được chiếu sáng. Và chúng ta thấy rõ ràng là đây ngày nay chúng ta làm rất nhiều những cái tấm gọi là tấm pin năng lượng mặt trời đó. Tấm pin năng lượng mặt trời phủ lên các mái nhà đó các bạn. Dưới ánh sáng, dưới tác động của ánh sáng mặt trời nó kích thích thì chúng ta thấy là cái lớp bán dẫn này nó sẽ hình thành nên một cái dòng điện. Và lúc này nó sẽ được tích trữ và giúp cho cái việc thắp sáng đèn rồi sắp xếp các thiết bị điện trong nhà chúng ta để tiết kiệm điện. Ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng điện nhà nước thì bây giờ một số gia đình đã sử dụng các cái tấm pin solar cell, tức là năng lượng mặt trời đó các bạn ha. Thì đây chính là cái một cái hiện tượng của cái hiện tượng quang dẫn ha. Nhờ ánh sáng thì lúc này nó sẽ tạo nên cái dòng điện ha. Và chính cái dòng điện này nó dịch chuyển giúp cho thắp sáng các thiết bị, nên đáp án chúng ta chọn ở đây nó chính là đáp án câu A. Câu số 8. Chọn câu đúng, ánh sáng lân quang. A. Được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí, này sai chắc chắn rồi. Ánh sáng lân quang này chúng ta biết là được phát ra chỉ bởi chất gì thôi các bạn? Chất rắn đây ha. Đây là A, loại. Đáp án B. Hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. Hầu như tắt ngay thì chỉ có liên quan đến cái huỳnh quang thôi, chứ không có liên quan đến lân quang cả. Có thể tồn tại trong khoảng thời gian nào đó, đúng rồi. Đáp án C là chính xác đó các bạn. Có thể tồn tại, lân quang thì có thể tồn tại trong khoảng thời gian. Ví dụ như là vài giờ hoặc là vài giây gì đó ha. Chúng ta thấy tùy theo cái chất sau khi tắt ánh sáng kích thích, chúng ta thấy là đáp án C, đáp án hoàn chỉnh, chính xác ha. Còn đáp án D, bước sóng ánh sáng lân quang phải nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích, cái này là không đúng. Theo định luật Stokes thì cái bước sóng của ánh sáng phát quang luôn luôn nó phải lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích, mà đây người ta dùng cái từ gọi là nhỏ hơn. Đáp án D sai rồi. A, B, D sai thì đáp án C, đáp án chính xác, chúng ta chọn đáp án C. Đó. Câu 9. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mẫu nguyên tử Bohr? A. Trong các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng không. Không thể nào bằng không được, tại vì chúng ta vẫn có cái vận tốc của electron ở các quỹ đạo dừng, nên A chắc chắn là chúng ta loại rồi. B. Là trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì bán kính quỹ đạo của electron càng bé, cái này sai luôn. Quỹ đạo càng năng lượng càng cao thì cái quỹ đạo nó càng mở rộng nên bán kính quỹ đạo càng tăng ha. Không thể nào càng bé được, đáp án B sai luôn. C. Nguyên tử bức xạ khi chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái cơ bản. Cái điều này là hoàn toàn xác. Bức xạ tức là từ mức cao dịch chuyển xuống mức thấp, mà đây người ta nói mức thấp chính là mức cơ bản á. Vì vậy từ cao xuống thấp thì bức xạ. Nên đáp án chính xác ở đây đó chính là đáp án câu C. Còn câu D sai vì sao? Khi ở trạng thái cơ bản thì nguyên tử có năng lượng là thấp nhất, chứ không phải là cao nhất. Rồi, câu số 10. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hai tiền đề Bohr về mẫu nguyên tử? A. Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định. Hoàn toàn đúng. Theo lý thuyết, nguyên tử chỉ tồn tại trong các trạng thái dừng. Đúng. Ở các trạng thái dừng, nguyên tử luôn bức xạ năng lượng. Ở các trạng thái dừng, nguyên tử luôn bức xạ năng lượng. Theo lý thuyết chúng ta học là ở các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ. Mà ở đây nó là luôn bức xạ. Nên đáp án C nó sẽ là đáp án sai. Còn D là đúng rồi, phải không các bạn? Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng này sang trạng thái dừng khác thì nguyên tử có thể bức xạ hay hấp thu năng lượng. Đáp án D đúng rồi. Vậy A, B, D đúng, đáp án C là đáp án sai. Câu số 11. Nguyên tử hydro đang ở trạng thái dừng có mức năng lượng cơ bản, tức là mức thấp đi các bạn, thì hấp thụ một photon có năng lượng epsilon bằng hiệu năng lượng cao, tức là EN là mức cao này, EK là mức cơ bản, mức thấp này, thì khi đó nguyên tử sẽ làm động tác gì các bạn? A. Chuyển thẳng từ quỹ đạo K lên N. Cái này là hoàn toàn chính xác. Tại sao? Tại vì khi nó hấp thụ thì phải chuyển từ quỹ đạo cơ bản lên cái mức dịch chuyển của nó đúng bằng hiệu số N chữ EK. Vậy đang từ mức cơ bản là mức K, nhận được năng lượng đúng bằng hiệu số N chữ EK thì nó sẽ nhảy, đầu tiên nó phải nhảy thẳng lên mức N. Nên đáp án chắc chắn ta chọn luôn đó là chính là đáp án A. Còn đáp án B không chính xác rồi. Không thể nào chính xác là chuyển lên mức cao nhất P, đâu có đủ năng lượng để lên P được. C nhảy lên L, nhảy lên từng mức á các bạn. Không thể nào nhảy lên từng mức, tại vì cái hiệu số lúc này là EN trừ EK thì nó phải nhảy thẳng lên cái EN luôn. Nên đáp án C sai luôn. Nguyên tử chỉ ở mức cơ bản K, cái này không đúng ha. Câu số 12. Quang phổ vạch của đám mây nguyên tử hydro trong giấy Balmain có những vạch màu nào quan sát được bằng mắt thường? Vậy theo lý thuyết ta học đó chính là gì nhỉ các bạn?
quang phổ vạch của nguyên tử hydro thì chúng ta thấy là trong giấy ban me nó có bốn cái vạch màu, đó là màu đỏ, lam, tràm, tím. Vậy đáp án A chúng ta loại rồi, đỏ, lam, tràm, cam là loại, tím, lam, tràm, đỏ đáp án B. Đáp án này đáp án chính xác này, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Còn C với D là không đúng lý thuyết, chúng ta loại. Câu số 13. Các bức xạ trong giấy PASEN trong quang phổ vạch của nguyên tử hydro có bức sóng nằm trong vùng nào? Thì cái câu lý thuyết này quá dễ. Khả kiến từ ngoại, hồng ngoại, một phần từ ngoại và một phần khả kiến. Chúng ta biết quang phổ vạch của hydro sắp xếp thành ba giấy, giấy Lyman thì cái bức sóng của nó nằm vùng từ ngoại. Giấy Balmain bức sóng nằm ở một phần từ ngoại và một phần ánh sáng khả kiến. Còn đối với giấy PASEN thì cái bức sóng của nó nằm ở cái vùng đó là vùng hồng ngoại. Nên đáp án ở đây chúng ta chọn đó chính là đáp án câu C. Câu số 14. Trong các phát biểu dưới đây của hai tin đề Bo, phát biểu nào là sai? A. Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử không bức xạ. Đúng lý thuyết hoàn toàn. Đáp án là đúng rồi, chúng ta không chọn. B. Trạng thái dừng có mức năng lượng càng thấp, tức là càng gần hạt nhân thì càng bền vững. Chính xác theo lý thuyết. C. Năng lượng của photon hấp thụ hay bức xạ ra bằng đúng với hiệu hai mức năng lượng mà nguyên tử dịch chuyển, epsilon bằng mức năng lượng cao trừ mức năng lượng thấp bằng hằng số Planck nhân tần số f, với n là mức năng lượng cao lớn hơn em, tức là mức năng lượng thấp hơn. Đáp án C là hoàn toàn chính xác rồi. Vậy A, B, C đúng. Đáp án D chắc chắn là đáp án sai. Mà sai ở cái chỗ nào đây các bạn? Thì các bạn nhìn đây, nguyên tử bức xạ photon khi chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng thấp em sang trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn en, nó sai chỗ nào các bạn? Khi di chuyển từ mức thấp mà sang mức năng lượng cao hơn thì nguyên tử này là phải hấp thu chứ không phải là bức xạ nha các bạn, phải hấp thu photon. Đây đáp án D là đáp án sai. Câu cuối cùng, câu số 15 về lý thuyết. Các bức xạ trong giấy Balmain trong quang phổ vạch của nguyên tử hydro ứng với sự dịch chuyển của các electron từ các quỹ đạo dừng có năng lượng cao mức ngoài nhảy về quỹ đạo nào dưới đây? Thì như chúng ta biết, đối với giấy Lyman thì ứng với dịch chuyển từ các mức ngoài về mức 1. Mức 1 tương ứng với quỹ đạo là quỹ đạo K. Còn đối với giấy Balmain tương ứng với các dịch chuyển từ mức ngoài về mức 2. Mức 2 tương ứng với quỹ đạo là KL, tức là quỹ đạo L. Nên chúng ta sẽ có đáp án ở đây, chúng ta chọn đó chính là đáp án câu B. Câu B. Và đây đã xong 15 câu lý thuyết. 15 câu lý thuyết. Các bạn có thể coi lại clip từ đầu để các bạn theo dõi kịp 15 câu lý thuyết này. Và bây giờ thầy sẽ chuyển qua 15 câu bài tập tiếp theo. Câu số 16. Giới hạn quang điện của kẽm ZN là 0,35 micromet. Hãy tính công thoát của electron ra khỏi kẽm. Vậy ở đây người ta cho chúng ta đó chính là giới hạn quang điện, đây chính là lambda 0 này. Lambda 0 là 0,35 micromet. Muốn tính công thoát thì ta sử dụng công thức gì các bạn? Công thoát A thì bằng HC chia cho lambda 0. Các bạn nhìn thấy A bằng HC trên lambda 0. Vậy là bằng HC, H là hằng số Planck, C là vận tốc ánh sáng trong nhân không. Chúng ta chia cho lambda 0, đổi về đơn vị mét là nhân 10 mũ trừ 6. Thì kết quả chúng ta sẽ là 5,675 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Nhưng mà đáp án ở đây toàn là electron volt hết. Vậy từ joule mà các bạn muốn chuyển về đơn vị là electron volt thì bạn lấy cái kết quả của cái đơn vị joule này, chúng ta chia cho độ lớn của E, tức là chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Thì chúng ta sẽ ra được cái đơn vị đó là electron volt. Kết quả của thầy đó chính là 3,542 electron volt. Các bạn ngó cái bài này. Thầy nhắc lại, từ joule đối với electron volt thì chúng ta chia cho E. Ở đây thầy toàn sử dụng là thầy sử dụng bấm máy tính bằng hằng số để thầy bấm cho nó nhanh nha. Nên những bạn nào nhập ví dụ là H là 6,625 nhân 10 trừ 34, C là 3 nhân 10 8 mét trên giây thì nó sẽ có sai lệch một cái chút về cái ví dụ là 3,542 để có thể ra là 3,54140 gì đó vân vân. Nhưng mà cái số sai số đó rất là nhỏ, nó không ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta nha. Câu số 17. Năng lượng của photon là 6, năng lượng của photon tức là epsilon đó các bạn. Là bằng 6,21 nhân 10 mũ trừ 19 joule, đơn vị joule rồi. Hãy tìm bước sóng của ánh sáng kích thích này bằng bao nhiêu? Vậy này rất là dễ. Người ta sử dụng cái lý thuyết công thức đó chính là gì? Epsilon
bằng HC thì lambda. Vậy thì epsilon cho HC là hàng số rồi. Vậy muốn tìm lambda, ta lấy HC ta chia cho epsilon. HC là hàng số, chúng ta ghi lại. Năng lượng đề bài cho 6,21 nhân 10 trừ 19. Chúng ta ra được cái kết quả xấp xỉ là 0,32 nhân 10 trừ 6 mét. Và 10 trừ 6 mét thì thầy đổi về đơn vị là micromet, tại vì đáp án toàn là micromet hết. 0,32 nhân 10 trừ 6 mét nó chính là 0,32 micromet, nên ta có đáp án tròn, đó chính là đáp án câu C. Câu số 18. Công thoát electron, công thoát là A đấy các bạn, của kim loại làm cathode của một tế bào quang điện là 4,5 electronvolt. Đó, đơn vị electronvolt chúng ta sẽ đổi về joule. Chiếu vào cathode, lần lượt các bức xạ có mức sóng là lambda 1 là 0,38 micromet, lambda 2 là 0,43 micromet, lambda 3 là 0,35 micromet, lambda 4 là 0,25 micromet. Có nghĩa người ta lần lượt kích thích từng cái bức sóng này vào cái bề mặt của cái tế bào quang điện này. Thì lúc này đối với bốn bức xạ này thì sẽ có bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện ngoài, nhưng sẽ có một số bức xạ không gây ra được hiện tượng quang điện ngoài. Thế người ta hỏi là trong bốn bức xạ này này, trong bốn bức xạ này thì bức xạ nào có khả năng gây ra được hiện tượng quang điện ngoài? Đó, người ta hỏi nha các bạn, là đối với bốn bức xạ này thì bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện ngoài. Thế thì để làm được cái này thì chúng ta phải quay lại lý thuyết, đó chính là gì? Điều kiện để có hiện tượng quang điện ngoài là gì nhỉ các bạn? Đó là chúng ta phải có bước sóng của ánh sáng kích thích phải nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện lambda 0. Mà đây đề bài cho công thoát A thì chúng ta sẽ tìm được cái lambda 0. Có lambda 0 rồi, ta lấy lần lượt bốn thằng này ta so sánh. Cái nào mà nhỏ hơn hoặc bằng lambda 0 thì sẽ xảy ra được hiện tượng quang điện và ta sẽ chọn đáp án đó. Vậy cách làm như sau. Thì có A là bằng HC trên lambda 0. Vậy suy ra lambda 0 giới hạn quang điện thì lấy HC chia công thoát A. HC thầy ghi lại, A này 4,5 electronvolt, thầy chuyển về joule bằng cách nhân cho độ lớn của E. Thì lúc này thầy sẽ ra kết quả là 0,2755 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Và cái này thầy đổi về micromet, mất 10 mũ trừ 6, còn 0,2755 micromet. Rồi bây giờ, có lambda 0 rồi. Ta so sánh lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Cái nào nhỏ nó bằng lambda 0 này thì nó sẽ gây được hiện tượng quang điện. Rồi chúng ta cùng so sánh. Ta thấy lambda 1 là 0,38 thì nó lớn hơn lambda 0. Vậy chúng ta loại. Lambda 2 là 0,43 cũng lớn hơn lambda 0, loại luôn. Lambda 3 là 0,35 lớn hơn lambda 0 luôn. Vậy chỉ còn mỗi lambda 4 0,55 thì nó nhỏ hơn lambda 0. Nên đáp án ta sẽ chọn đó chính là đáp án câu D, tương ứng với lambda 4 sẽ gây ra được hiện tượng quang điện. Đó, các bạn nhìn lại. Câu số 19. Một ống Röntgen, ống Röntgen đặt dưới hiệu điện thế UAK bằng 20 kV, tức là 20.000 V. Lambda min của tia X mà ống có thể phát ra bằng bao nhiêu? Đây là cái sơ đồ của cái ống Röntgen. Sơ đồ của ống Röntgen. Chúng ta thấy là cái tia X này được phát ra khi chúng ta có một hiện thế anode và cathode, làm cho các electron này được gia tốc và nó phóng vào cái bia này này các bạn. Với vận tốc rất lớn, và vì vậy khi nó tới bia nó sẽ đập. Nó phát ra tia X. Và khi nó va đậm như vậy thì cái bề mặt lúc này của cái bia này nó rất là nóng, vì vậy người ta phải có một cái nước làm mát này để làm giảm nhiệt này lại. Và thì phương pháp làm như sau. Muốn tìm rất dễ. Ta có công thức của tia X. E nhân UAK thì bằng HC chia cho lambda min. Vậy muốn tìm lambda min, HC là hằng số ta có rồi, E ta cũng có rồi, UAK để bài cho 20 kV, tức là 20.000. Thì các bạn bấm máy tính để bạn sẽ ra được cái kết quả, đó chính là 6,2 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Đáp án chúng ta sẽ chọn đó chính là đáp án câu B. Câu số 20. Cathode của một tế bào quang điện làm Wolfram, biết công thoát A của electron. Công thoát A của electron của Wolfram này là 7,2 nhân 10 mũ trừ 19 joule, đó chính là A lớn đó, công thoát đó. Chiếu vào cathode ánh sáng kích thích có bức sóng thì vậy là lambda là 0,18 micromet, tức là 0,18 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Tìm động năng ban đầu. Động năng là VKD, ban đầu là 0, cực đại là max. Vậy người ta yêu cầu chúng ta đi tìm WD0 max. Động năng ban đầu cực đại của electron khi bứt ra khỏi cathode bằng bao nhiêu? Vậy muốn làm cái này thì chúng ta phải sử dụng đến một cái lý thuyết, đó là công thức của Einstein.
Công thức Einstein đó là gì? Epsilon năng lượng photon thì bằng A là công thoát của electron ra khỏi bề mặt cathode, cộng W D0 max đó là động năng, VKD là động năng, 0 là ban đầu, max là cực đại. Vậy động năng ban đầu cực đại của electron khi bứt ra khỏi bề mặt kim loại này thì sẽ bằng epsilon, tức là năng lượng photon trừ cho công thoát A, mà epsilon thì lại bằng HC chia cho bức sóng lambda. Lambda đề bài cho, HC là hằng số ta có hết rồi, trừ cho A, A công thoát đề bài cũng cho luôn, chúng ta thay số vô. Đó. À, lambda là 0.18 thì 10 mũ trừ 6, trừ cho công thoát A là 7.2 nhân 10 mũ trừ 19. Kết quả của thầy là bằng 3.835 nhân 10 mũ trừ 19 joule. Joule, nhưng đáp án toàn là S trong vôn. Ta đổi về S trong vôn bằng cách lấy cái số này, chúng ta chia cho độ lớn của điện tích E. Ha, chia cho độ lớn của điện tích E. Và kết quả của chúng ta sẽ ra đó chính là 2.394 electron-volt. Nên đáp án ta sẽ chọn đó chính là đáp án câu A. Đó, đáp án câu A. Câu số 21. Chiếu một bức xạ điện từ có bức sóng lambda vào cathode của một tế bào quang điện. Biết công thoát electron của kim loại làm cathode là 3 electron-volt, tức là A lớn đó các bạn. Và các electron này bắn ra với vận tốc ban đầu cực đại. Vận tốc là V. Ban đầu là 0, cực đại là max, tức là V0 max. Vậy V0 max đề bài cho là 0.7 nhân 10 mũ 6 m trên giây. Yêu cầu đề bài là hãy xác định bước sóng của bức xạ điện từ đó và cho biết bức xạ đó thuộc vùng nào trên thang sóng điện từ. Vậy mục tiêu chúng ta phải tìm được cái lambda bằng bao nhiêu mét hoặc micromet. Từ đó có cái bước sóng đó rồi, chúng ta so sánh trên thang điện từ thì coi xem nó thuộc vùng nào, từ ngoại, hồng ngoại hay là khả kiến, vân vân. Vậy thì bây giờ muốn làm bài này làm sao? Ta có phương pháp như sau, cũng xuất phát từ công thức Einstein. Epsilon bằng công thoát A cộng W D0 max. Ha, epsilon này thầy sẽ viết về HC trên bước sóng lambda. Công thoát A thầy ghi lại. W D0 max thì nó sẽ bằng 1/2 m, m ở đây tức là khối lượng electron nhân với V0 bình phương max. V0 tức là vận tốc ban đầu cực đại của electron khi bứt ra khỏi cathode này. Chúng ta có hết tất cả mọi cái rồi, HC là hằng số này, lambda là cái chúng ta cần tìm này, 3 nhân E này. Ha, tại vì A ở đây là 3 trong vôn, đổi về joule tức là bằng 3E, cộng 1/2 M nhân vận tốc này bình phương lên. Chúng ta nhấn máy tính shift son, chúng ta sẽ tìm được cái lambda. Lambda nó sẽ ra là 2.822 nhân 10 mũ trừ 7 m, tức là bằng 0.2822 micromet. Thì cái bước sóng này nó nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng màu tím là 0.38 micromet, thuộc về vùng tử ngoại. À, vậy đáp án ở đây ta sẽ chọn đó là đáp án câu nào các bạn? Đó chính là đáp án câu B, 0.2822. và thuộc vùng từ ngoại. Đó, các bạn nhìn cái phương pháp làm giảng bài này. Câu 22. Trong nguyên tử hydro, bán kính bo là R0 bằng 5.3 nhân 10 mũ trừ 11 m. Ở quỹ đạo dừng O là mức mấy nhỉ các bạn? KLMNO mức 5, N nhỏ bằng 5. Trong nguyên tử này thì bán kính R5 của nó bằng bao nhiêu? Rất dễ, sử dụng công thức bán kính bo đó các bạn. Công thức bán kính RN thì bằng N bình phương R0. Quỹ đạo O thì N nhỏ này bằng mấy? Bằng 5. Ta thay vào cái công thức này. R5 bằng 5 bình R0 thì bằng 25 nhân R0. Bạn bấm máy tính thì kết quả nó sẽ ra là 1.322 nhân 10 mũ trừ 9 m. Chúng ta có đáp án ở đây, đó chính là đáp án câu C. Câu 23. Trong nguyên tử hydro, lực Coulomb giữa electron và hạt nhân đóng vai trò là lực hướng tâm. Vì thế electron sẽ chuyển động tròn xung quanh hạt nhân. Hãy tính vận tốc của electron trong nguyên tử hydro khi nguyên tử đang ở quỹ đạo M lớn, KLM lớn. Vậy tức là N nhỏ của thầy nó sẽ bằng mấy? Bằng 3. Vậy muốn tìm vận tốc tại cái VM này, tức là V3, ta áp dụng công thức tính vận tốc. VN thì bằng độ lớn điện tích E chia cho N nhân căn bậc 2 của K, chia cho R0 nhân M. E ta có độ lớn điện tích, N ở đây chính là mức 3 này, N bằng 3. K là 9 nhân 10 mũ 9. R0 bán kính bo, bán kính bo tức là 5.3 nhân 10 mũ trừ 11 ha. M là khối lượng electron ta có hết rồi. Các bạn thế số vô thì kết quả của thầy nó sẽ là 0.73 nhân 10 mũ 6 m trên giây. Ta qua câu 24. Trong nguyên tử hydro,
bán kính bo là R0 là 5.3 × 10^-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hydro, electron này chuyển động trên quỹ đạo rừng có bán kính R. R này có thể nói là Rn đấy các bạn. À, vì người ta không nói là quỹ đạo rừng nào, thì tôi coi hàng này là quỹ đạo rừng, tôi không biết, tức là Rn. Rn bằng 1.908 × 10^-9 m. Hỏi quỹ đạo đó có tên gọi là gì? Vậy thì ở đây chúng ta thấy thầy áp dụng công thức bán kính bo Rn thì bằng n bình phương nhân R0. Vậy muốn tìm n lấy căn bậc 2 của Rn chia R0 bằng hết số. Chúng ta sẽ ra 6. 6 thì KLMNOP. P là quỹ đạo P này, mức 6 đây. Vậy chúng ta có đáp án ở đây chính là đáp án A. Đáp án A. Câu 25. Trong nguyên tử hydro bán kính bo là R0 là 5.3 × 10^-11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hydro, electron chuyển động trên quỹ đạo rừng có bán kính giống như cái bài trên đấy các bạn, giống như câu 24, Rn là 1.35 × 10^-9 m. Cho thằng Rn, cho R0 chắc chắn tìm được cái thằng n nhỏ. Nhưng mà cái câu này người ta không bắt đi tìm n nhỏ, người ta bắt đi tìm năng lượng của mức có bán kính R này bằng bao nhiêu electron vôn. Biết năng lượng được tính theo công thức là En thì bằng trừ 13.6 trên n bình phương electron vôn. Vậy làm bài này ta làm sao? Cũng áp dụng như trên công thức Bohr. Công thức bán kính Rn bằng n bình phương R0 y chang câu 24, các bạn thấy không? Các bạn thế số Rn chia R0 lấy căn bậc 2 thì nó trả về kết quả nó chính là bằng mấy? Bằng 5. Vậy thì n mà bằng 5 thì từ đây quỹ đạo của chúng ta sẽ là quỹ đạo O. Vậy ta thay vào công thức này, O5 thì bằng trừ 13.6 chia 5 bình phương thì kết quả nó sẽ là trừ 0.544 electron volt. Vì vậy đáp án chúng ta chọn được đó chính là đáp án câu C. Câu C. Câu 26. Một đám khí hydro được kích thích để chuyển lên quỹ đạo rừng M. Quỹ đạo M tương ứng với N nhỏ có phải là bằng 3 không các bạn? Chúng ta làm rất nhiều về quỹ đạo này rồi ha. Khi nó chuyển về các trạng thái rừng có mức năng lượng thấp hơn thì sẽ phát xạ tối đa bao nhiêu bức xạ? Công thức này rất là dễ, ta có công thức này rồi. Công thức tính số vạch phát ra tối đa của khí đấy các bạn. Đó là tổ hợp C 2N đó. Thì thầy có chứng minh trong cái bài giảng rồi, thì số vạch đó chính là bằng công thức là n nhân n trừ 1 chia cho 2. Quỹ đạo M lớn đối ứng với n nhỏ bằng 3, thay vào đây 3 nhân 3 trừ 1 chia 2 thì thầy có là 3 vạch. Vậy thầy có đáp án đó chính là đáp án câu B. Câu 27. Khi electron trong nguyên tử hydro chuyển từ quỹ đạo rừng có mức năng lượng trừ 0.85 electron volt sang quỹ đạo rừng có năng lượng trừ 13.6 cho vôn, đây là mức năng lượng cao này các bạn, trừ 0.85 này, đây là trừ 13.6, mức năng lượng thấp hơn này, thì nguyên tử phát bức xạ, phải phát xạ chứ không phải là hấp thu nha, có bước sóng lambda là bằng bao nhiêu? Vậy đã có En này, Em này, thì đặt đây chính là E cao đi, cái này là E thấp đi, vậy sử dụng công thức về năng lượng ta có epsilon bằng năng lượng mức cao trừ năng lượng mức thấp thì bằng hc chia ra bước sóng lambda. Vậy để tìm bước sóng lambda này thì thầy sẽ lấy HC thầy chia cho ơ cao chỉ đỡ ơ thấp. Nhưng lưu ý, đây là đơn vị S trong vôn thì bạn phải đổi về Joule bằng cách bạn nhân với 1.6 × 10^-19, tức là nhân với độ lớn của E. Và bạn thế số 1 thì ta sẽ có kết quả đó chính là lambda bằng 9.72 × 10^-8 m, chính là bằng 0.0972 micromet. Vì vậy trong 4 đáp án A, B, C, D ta sẽ chọn được cái đáp án đó chính là đáp án câu C. Câu C. Câu 28. Xét nguyên tử hydro theo mẫu nguyên tử Bohr, khi electron chuyển từ trạng thái rừng có mức năng lượng En, chắc chắn là mức cao rồi, về trạng thái cơ bản đó, En về trạng thái cơ bản, trạng thái cơ bản, trạng thái có năng lượng E một đó, E thấp á, thì có mức năng lượng là trừ 13.6 electron volt thì nó phát xạ ra một photon ứng với bức xạ có bức sóng lambda là 0.1218 micromet. Hỏi giá trị En bằng bao nhiêu, phải tính ra đơn vị electron volt. Bài câu 28 là ngược lại câu 27. Vậy ta cũng xuất phát từ công thức tính năng lượng. Epsilon bằng năng lượng E cao, ở đây thầy đặt là En, trừ năng lượng E thấp đây nó chính là E cơ bản, trạng thái cơ bản thì thầy đặt là E cơ bản, thì bằng HC thì lambda. En là cái chúng ta cần đi tìm, dấu trừ này ghi lại, E cơ bản là trừ 13.6, vậy trừ với trừ thành dấu cộng 13.6 thầy ghi, nhân với E, tại sao nhân E? Tại vì thầy đang chuyển về cái Joule, đơn vị Joule là chuẩn để chúng ta tính, bằng HC chia cho 0.1218 × 10^-6. Từ đây các bạn nhấn shift on, bạn sẽ ra được kết quả của En này nó chính là bằng trừ 3.42 electron volt. Vậy đáp án ở đây chúng ta sẽ chọn được đó chính là đáp án câu C.
Câu 29 thì hơi khó một chút, chúng ta phải có cái sơ đồ quang phổ vật ha. Trong quang phổ vật của nguyên tử hydro, vật có bước sóng dài nhất, như thầy đã nói, vật có bước sóng dài nhất là tính từ phải sang trái ha. À, vật bước sóng dài nhất trong giấy Ban Meer, đây. Đây giấy Ban Meer, vật có bước sóng dài nhất là dịch chuyển từ 3 về 2, tức là vật H alpha đó. Và người ta cho lambda 32 này là bằng 0,6561 micromet. Giấy Parsen thì vật có bước sóng dài nhất ở đấy, tính từ phải sang trái, đây là vật có bước sóng dài nhất này, là lambda 43, ứng với dịch chuyển từ N về M. Có kiếm các bạn, hãy tính bước sóng của vật thứ hai H beta trong giấy Ban Meer, vật H beta đây. À, vậy thì bạn nhìn đây, H alpha cho, lambda 43 cho. Vậy bạn thấy này, đi tìm là tìm thằng nào? Tìm này, à, tìm thằng màu này này. À, tìm là H beta này. Bạn thấy cái độ dài từ đến đây này, có phải bằng tổng độ dài thằng này cộng thằng này không? Đúng chưa? Mà thầy đã có chứng minh trong cái ví dụ của clip 2 rồi đó, một cái bài tương tự như vậy, độ dài này bằng tổng hai này cộng lại. Nếu tính về lambda thì ta sẽ có công thức như sau: 1/lambda 42 bằng, đây là 1/lambda 42 này, thì bằng 1/lambda 43 thằng này cộng với 1/lambda 32. Và bạn thay số và bạn nhấn shift sol thì kết quả chúng ta ra đó chính là lambda 42 bằng 0,486 micromet. Còn bạn nào muốn có kiểm tra nhanh nữa thì bạn có thể sử dụng công thức liên quan đến cái hằng số Riemann á, thì bạn có thể kiểm tra được kết quả này nhanh hơn ha. Vậy đáp án ở đây ta sẽ chọn đó chính là đáp án câu A, 0,486 micromet ha. Đó các bạn nhìn đi. À, câu cuối cùng, câu ngược lại thôi. Trong quang phổ vật nguyên tử hydro, khí trong dịch chuyển từ quỹ đạo M về L, M đâu? M là đây. L đâu? L là đây. Vậy ML tức là đây nè, hạt H alpha. À, thì nó phát ra bức xạ có sóng lambda 32 là 0,6561. Đây, 32. Thấy chưa? Còn khi di chuyển từ M về K, M đâu? Đây, K là đây. M là mức 3, K là mức 1. Vậy nó phát ra một cái đó chính là lambda 31 là 0,1025 micromet. Hỏi khi E trong dịch chuyển từ L về K, L là mức 2, K là mức 1, tức là lambda 21 bằng bao nhiêu? Vậy thì bây giờ phân tích nè các bạn. Để cho H alpha lambda 32, để cho lambda MK tức là lambda 31, để bắt đi tìm màu đen này nè các bạn. À, cái mũi tên màu đen này, lambda 21. Bạn thấy cái độ dài này này thì có phải bằng độ dài của MK trừ độ dài của thằng H alpha này không? Tức là chúng ta sẽ lấy là mức dịch chuyển từ 3 về 1 ta trừ cho mức dịch chuyển từ 3 về 2 thì nó sẽ phải được dịch chuyển từ 2 về 1. À, vậy ngược lại cái kia, cái ghi làm tính cộng thì giờ làm tính trừ. Vậy làm sao? Thì bạn nhìn đây. 1/lambda 21 bước sóng này thì bằng 1/lambda 31 là từ đây đến đây. Trừ bớt cho cái đoạn màu này. À, thế cái đoạn màu đỏ này này. Trừ cho 1/lambda 32. À, chúng ta thế số vô, nhấn shift sol và chúng ta ra được lambda 21 bằng 0,1214 micromet. Ha, à, vậy thì kết quả đây chúng ta sẽ chọn được đó chính là đáp án câu B. À, và bạn có thể sử dụng cái công thức bằng cái hằng số Riemann để bạn có thể kiểm tra được kết quả này. À, đây là 30 cái bài tập chọn lọc để cho các bạn ôn lại trên số 6. À, các bạn nên coi đi coi lại các bài tập này để chúng ta có một cái phương pháp giải ít nhất là các bài tập cơ bản trong chương này. Rồi, chào các bạn ha. Bài tập này cũng kết thúc luôn nội dung chương số 6 lượng tử ánh sáng.